Chú Lưu về rồi đấy à? Chào bà. Thế thằng cu đâu? Cháu nó đang dọn dẹp trong nhà bà. Con chào bà Tình. Chào chú. Nom bà độ này là hơi bị rượn đấy nhá. Thì chú này. Này bà về sớm đi. Ôi giời nóng quá chú ạ. Đi về nhà nghỉ ngơi cho nó mát tội gì. Trời ơi, nhà lợp toàn tôn, nóng như cái lò ấy. Sao bà không ở ngoài bờ hồ ấy, ngắm tây cho nó có tuyết. Cái chủ này. Báo có bà. Ngày hôm nay ấy là coi như là con cũng đã giả được anh Lưu số nợ rồi đấy ạ. Bà chúc mừng con đi. Mừng quá. Chúc mừng chú. Đấy, thì đấy. Vẫn là vàng ở chú. Vâng. Chú là anh, nó cũng không tha. Thì thằng này thì có giả rồi đấy thầy. Thế thôi, bà ngồi đây chơi nhá. Con chạy đi này. Con đi nhá. Vâng. Trời ơi, không có ai được ai nữa rồi. Không ai được ai nữa rồi. Ôi dồi ôi chú ơi. Tôi nghe chuyện mà rụng rời chân tay chú ạ. Tôi lo quá cơ. Có gì đâu hả bà. Đây, cháu vẫn đây này. Có xuyên mẻ gì đâu. Thạch ơi. Dạ. Ra chào bà đi con. Dạ, chào cháu bà. Đấy, cái thằng bé đẹp nõn đẹp nà thế này. Nhưng mà tí thì chúng nó lại moi thật ra. Thì làm sao ra con người được cơ chứ. Cả bố nữa. Chú cứ nghĩ quẩn thôi. Này, vào lấy cho bố ấm nước. Dạ vâng ạ. Cái bọn đấy ấy mà bị bắt hết rồi. Thế bắt hết rồi hả chú? Vâng. Cái bọn đấy là phải tù dục xương. Rồi. Chúng nó ác như thế à? Phải tù mọt gông ấy. Vâng. Bà này, thế Luyến Lừa nó bận lắm hả bà? Không. Hôm nay em nó cứ nấn ná để chào chú. Thế nhưng mà ngoài chợ người ta gọi gấp quá nên nó phải đi làm. Thế nó chưa gặp chú để chào à? À, nó chào rồi. Nhưng mà chào kiểu thần giao cách cảm. Chú này. Nhìn chú vui vẻ lạc quan như thế này, ai nghĩ lại mang công mắc nợ. Vâng. Rõ khổ đó. Cháu đến cho mượn tiền họ thật thì họ lại cứ tưởng đùa. Thế là họ trả cho thằng này vay bà. Thế mới khổ chứ lị. Cháu mời bà. Ừ. Bố uống đi bố. Ừ. Này, bà cho. Ui, bà cho cháu nhiều thế này, bà còn hàng đâu mà bán. Ăn đi, chả mấy bữa nữa bà nghỉ, lấy đâu ra mà bà cho. Sao bà lại phải nghỉ? Có xin bà. Ừ. Chả giấu gì chú. À, cái Luyến nhà tôi ấy, nó định thuê lại cái sạp hàng nho nhỏ, lấy hàng của chị Hòa về bán. Tôi ra phụ giúp em nó chú ạ. À, thế à? Vâng. Ui, thuê một sạp hàng nho nhỏ ở cái chợ trái cây này cũng tốn khối tiền đấy bà. Vâng. May thế, em nó có tí sự chuẩn bị chú ạ. Thế cơ à? Thằng này mới đi có mấy hôm mà đứa thì vàng, đứa thì mở cửa hàng. Tiền đâu ra mà lắm thế nhỉ? Thôi chú ơi, chú nghỉ ngơi đi. Tôi về nhá. Tối có gì tôi lại sang. Vâng, vâng. Lạ nhỉ? Đến lươn này. Hay là đợt trước thằng chồng nó về, nó có bơm cho tiền nhưng mà giấu biến đi. Không cho thằng này vay được một ít để trả nợ nữa. Đúng là. Hay là lại có cái thằng đại gia nghĩa trang nào chống lưng nhỉ? Giờ trở đi thì thằng nào bước vào xóm này ông mày chặt chân.